của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tháng 3 năm 2018 trưa nay 29 tháng 3, tâm điểm thu hút quan tâm của cơ quan báo chí là nguy cơ cao về cháy nổ ở thành phố, đặc biệt là ở những nơi tập trung dân cư sinh sống như tại các khu chung cư. Ông Nguyễn Văn Băng, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố thông tin, tình hình cháy ở thành phố trong thời gian gần đây, trong đó nổi cộm là nguyên nhân vụ cháy chung cư Carina tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh và trách nhiệm của các bên liên quan. Ông Băng nêu ra 3 nguyên nhân dẫn đến vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng và để lại nỗi đau xót quá lớn. Nguyên nhân mà dẫn đến cái thiệt hại mà lớn như vậy thì theo đánh giá của chúng tôi thì cái thứ nhất là do vấn đề báo cháy chậm. Cái thứ hai là do cái hệ thống phòng cháy chữa cháy ở đó, tức là cái thời điểm xảy ra cháy là không có hoạt động. Và cái thứ ba thì cái trách nhiệm của chủ đầu tư cũng như là người dân ở đó, tức là đã làm vô hiệu cái hệ thống thoát nạn, tức là hai cái buồng than thoát nạn. Thay vì chúng ta, tức là khi có sự cố cháy thì chúng ta chạy vào cái buồng than thoát nạn đó thì chúng ta có thể thoát ra ngoài thì không ảnh hưởng gì. Nhưng mà bởi vì chúng ta đã dùng cái đá hoặc là chúng ta đã mở hết gỡ cái cửa ra rồi, cho nên là cửa đó nó không tự động nó khép lại được, cho nên là nó đã tạo thành một cái luồng khói để lan lên tới là các tầng bên trên. Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành
mẹ hiền.